Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm clip này giới thiệu về phương tiện di chuyển chính là tàu và xe khách đường dài dành cho các bạn sinh viên lần đầu sang UK. Đặc biệt là những thông tin này bạn đều có thể truy cập online và mình đã hướng dẫn rất là chi tiết ở đây. Mời các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn trang London Midland. Nhưng mà các bạn có thể mua vé thì di chuyển từ London và các cái vùng Midland lân cận. Khi mua vé trực tuyến thì các bạn lưu ý tất cả những cái website mình giới thiệu hôm nay. Thì các bạn nhớ để điền thông tin về thẻ RailCard. Nếu như bạn đó có thẻ RailCard thì bạn sẽ được hưởng giá ưu đãi dành cho sinh viên. Ngoài ra thì mình cũng giới thiệu thêm hai website nữa. Bạn có thể mua vé tàu trên toàn quốc. Đó là National Rail và Trainline. Ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ thêm là nếu các bạn muốn tìm phương tiện di chuyển từ sân bay về các địa phương mà các bạn học tập thì các bạn có thể đặt vé online từ Việt Nam qua một số trang này nếu như các bạn có thẻ thanh toán quốc tế. Các bạn có thể collect vé tại sân bay. Ngoài ra bạn còn thêm một lựa chọn nữa, nếu bạn tìm phương tiện di chuyển từ sân bay thì các bạn có thể đi coach. National Express là một trang web mà bạn có thể mua vé coach online. Giá thì sẽ rẻ hơn đi tàu một chút, tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian hơn. Sau này khi các bạn đã ở đây rồi thì nếu mà các bạn vẫn muốn di chuyển bằng coach thì các bạn cũng có thể làm thẻ để được hưởng giá ưu đãi. Để được hưởng giá ưu đãi dành cho sinh viên thì các bạn cần phải làm thẻ RailCard các bạn nhé. Nếu các bạn thường xuyên du lịch bằng tàu ở trong nước Anh thì các bạn nên làm thẻ RailCard. Các bạn vào trang này để mở tài khoản và đăng ký thẻ nha các bạn. Ở trang này thì các bạn có một cái form mà các bạn phải tải về in ra. Sau đấy thì lên trường xin chữ ký xác nhận của trường là bạn đang là sinh viên tại trường. Đồng thời bạn cũng scan cái student card của bạn vào đây để làm bằng chứng chứng minh bạn là sinh viên. Đây mặc dù họ ghi là dành cho lứa tuổi từ 16 đến 25, tuy nhiên nếu như bạn là full-time student thì dù bạn trên 25 tuổi thì bạn vẫn được mua thẻ này bạn nhé. Sau khi xin xác nhận của trường rồi thì bạn quay lại trang web này để tải file lên. Bạn nhớ là scan nó là file JPEG nha bạn. Sau đấy thì tải file lên. Ngoài ra thì bạn cũng chuẩn bị một tấm ảnh trong máy tính của mình ấy, thì bạn có thể tải cái ảnh này lên dùng làm cái ảnh thẻ. Sau đó thì bạn thanh toán trực tuyến và thường thì sau 3 ngày làm việc thì họ sẽ gửi thẻ cho bạn qua đường bưu điện. Nếu bạn sinh sống và học tập tại London thì các bạn nên mua Oyster Card. Nó rất là thuận tiện cho việc thanh toán đi lại tàu điện ngầm ở khu vực London và ngoại thành. Khi bạn mở thẻ thì bạn phải bỏ 5 bảng vào. Tuy nhiên nếu mà sau này bạn không ở Anh nữa thì bạn có thể lấy lại 5 bảng đấy các bạn nhé. Khi mà bạn có thẻ RailCard và bạn đi ở xung quanh khu vực London thì các bạn nên tích hợp với thẻ Oyster. Các bạn có thể gặp nhân viên bán vé tại sân ga thì để họ tích hợp cho bạn để bạn được hưởng giá ưu đãi dành cho sinh viên khi đi tàu điện ngầm. Các bạn đặc biệt lưu ý là nếu bạn dùng thẻ RailCard để mua giá ưu đãi thì các bạn phải luôn mang theo thẻ lúc bạn đi tàu bạn nhé. Khi bạn mua vé rồi thì bạn có thể đến sân ga để collect vé. Collect vé thì bạn có thể collect tại quầy hoặc là tại máy tự động bạn nhé.
Khi bạn mua vé trên mạng thì họ sẽ gửi cho bạn một cái reference number vào email của bạn. Bạn chỉ cần mang cái reference number đó cùng cái thẻ mà bạn thanh toán vé và điền vào cái máy tự động thì họ sẽ xuất vé cho bạn. Khi lên tàu thì các bạn định đi ghế mà đã có người đặt chỗ thì mình cũng nên tránh ra. Đồng thời nếu các bạn thích làm việc ở trên tàu thì các bạn mang theo máy tính để làm việc ở trên tàu. Đồ đạc thì các bạn có khoang hành lý ở bên trên thì các bạn có thể để vào đấy. Và cuối cùng là mình đặc biệt lưu ý các bạn là các bạn nên mang theo vé cũng như là thẻ rail card nếu mà bạn dùng thẻ để mua vé, bởi vì nhân viên nhà tàu họ sẽ kiểm tra đột xuất. Nếu bạn không có vé thì bạn sẽ bị phạt đấy. Khi chuẩn bị đến một bến tàu nào đó thì nhà tàu sẽ thông báo, cho nên là bạn cũng không lo là các bạn không biết là bạn ở đâu nhé. Và xin chúc các bạn có những chuyến đi thật vui ở UK nhé.